Thiên. Tôi là Nguyễn Ngọc, mời kính gửi lời chào đến quý vị khán giả. Xin chào anh Nguyễn Xuân Nam. Hôm nay là ngày chủ nhật, thưa anh. Trời vẫn âm u miền Bắc California. Dạ. Ngẫu hứng càng ca khúc nhỏ nhỏ anh nghe em. Dạ. Hôm nay em đi trời không có nắng, Yêu nhưng đời. sao má em lại đỏ hồng hồng. Hồi xưa ở Sài Gòn như thế này mình hay ngâm nga bài như vậy. À. Đó. Bây giờ lâu lâu trời miền Bắc California nó âm u, nó mù mù, thì mình nhớ ca khúc đó quá, nhớ Sài Gòn. Thưa quý vị, hôm nay em đi trời không có nắng. Rồi bây giờ mình vô tin Bắc nha. Anh có vẻ trà trống quá hả? Thưa anh Nam, thì hồi sáng hôm nay thì mình cũng đi dự tiệc, một buổi tiệc của gia đình luật khoa và thân hữu tại San Jose, rất là dễ thương hả? Có cái điều mà khi mình tới chỗ mà đại hội của luật khoa đó thì có thể nói rằng mình nhận nhiều lần giấy mời của anh Nguyễn Văn Bình bởi mấy anh em luật khoa để tham dự cái hội nghị của luật khoa. Nhưng mà sáng nay mình tới thấy một cái nhà hàng lớn của nhà của anh Đức và chị Dung, một nhà hàng đồ Tây rất là ngon và nổi tiếng miền Bắc California, thì dưới cái lầu rất là rộng, thì như vậy gần 100 người dưới lầu thì chật cứng cả trăm người như vậy. Theo tôi nghĩ số người tham dự khoảng gần 100 người. Và phần lớn là các anh em cựu luật sư, cựu luật gia và cựu sinh viên trường luật ở Sài Gòn đã là hội viên của cái hội này đến tham dự. Vậy là người cũ gặp nhau, bạn bè cũ gặp nhau, hàn huyên, tâm sự, ở mừng lễ mẹ, tặng hoa, ca hát. Mình cảm thấy rất là vui yên vui, rất là hồi tưởng lại một thuở Sài Gòn rất là thú vị. Và Mình nhất là hôm thèm được. nay ngày Mother Day nữa anh Nguyễn Nam, tức là có những bông hoa rất là tươi, rất là đẹp cho những cái phu nhân của các anh rất là dễ thương hả. Thì thưa anh Nam, thì không phải là trước cái đại dịch đó, là hàng năm như vậy hội luật sư của tổ chức thì mình tham dự hàng năm vậy chứ anh Nguyễn Nam. Nhưng có một điều mà bây giờ mình thấy là càng càng năm thì một số người càng vắng anh thấy không? Tuổi đã lớn rồi thưa anh. Thì Dạo sao dễ thương anh nhà. tôi với Mùi tham dự và một số anh em ký giả ông tham dự, một số vị luật sư ông tham dự, một số anh em luật gia ông tham dự và một số anh em nghề luật làm nhiều lĩnh vực khác cũng tham dự, rất là vui. Và gần đây trong những năm vừa qua thì cái nhà hàng của chị Dung và anh Đức á, thì được xem là một cái nhà hàng mà Tiếp đó. tiếp đón những buổi họp mặt, những cuộc họp mặt của giới nghề nghiệp, của giới đồng hương, của giới chuyên nghiệp, rất là thú vị, ăn ngon, giá rẻ, thực phẩm đồ Tây rất là thú vị. Mà đặc biệt ở trên lầu anh hiểu sao anh lên lầu, tại vì anh không lên trên lầu được á. Ở trên lầu thưa anh, ta có những cái phòng privacy á, mình tổ chức một nhóm 10 người, 20 người, đặc biệt là khoảng 10 người hồi họp nói chuyện hay là bàn vấn đề công ăn việc làm vân Rất vân là vân. riêng tư, nó một cõi riêng tư mà. Dạ. Thì nếu quý vị có dịp thì quý vị cứ ghé chỗ nhà hàng của Đức Chị Dung. Anh Mùi có nhớ cái địa chỉ không? Địa chỉ của nhà hàng ở đường đường Race. Ok, anh đợi cho một tí nha. Tìm cái nhà hàng đó. Ở nhà hàng có tên là Le Pier 402, gọi là Seafood Restaurant, ở số là 238 đường Ray Street, San Jose. Cũng dễ đi lắm. Thế anh hiểu sao nào? Mình đi 280, mình lấy cái exit đường Ray, mình đi thẳng một lèo, cho mình gặp nhà hàng liền. Thì cái đường đó là 238 Ray Street, San Jose, California 95126, và số điện thoại của nhà hàng là 408 20 4790, 320 4790. Nếu quý vị muốn tới ăn thử thì đó là một địa điểm rất thú vị. Toàn nhà hàng đồ Tây khá ngon, hải sản rất là ngon, mà giá rất bình dân. Quý vị Hồi sáng nay anh Đức cũng dễ thương là anh Nam.
coi như tặng cho mỗi bạn một chai rượu vang rất là ngon. Dạ đó. Được, cảm ơn anh em Hội Luật Khoa Sài Gòn, cựu sinh viên trường luật Sài Gòn đã có một buổi mà tiếp tân rất là thoải mái, và tôi ngồi ra về ngon đồ ăn ấm tấm lòng về sự mà đối xử tiếp đãi rất là tuyệt vời của anh em trường luật, các chị em trường luật rất là cảm ơn. Rồi bây giờ tin tức anh Mùi nha. Dạ, thưa anh Xuân An, bây giờ Quốc hội, bây giờ người dân Hoa Kỳ bây giờ đang lo lắng cho cái số phận nợ trong Quốc hội. Thì cũng biết rằng là ngày 1 tháng 6 này là Quốc hội có thông qua được hay không, mà nếu không thông qua được á, thì cái vấn đề mà rắc rối á, nào là trả tiền trẻ cho những ai mà bây giờ hiện là những tiền an sinh xã hội á, những tiền an sinh xã hội nó gồm có 2 hay là 3 nhất á, thì những người già chẳng hạn, hoặc là bây giờ là thành phần về hưu rồi á, tiền đó. Hai nữa á, những người mà cựu chiến binh á, thì họ không có họ nhận cái số tiền đó, nếu như mà cái trường nào được giải quyết á, thì nó sẽ trở ngại rất là nhiều, rồi trở ngại những nhân viên của liên bang nữa là không đi làm việc được nhà, rồi những người đó không đi làm việc ở nhà thì khi họ đi làm lái thì không phải nữa, rồi chưa kể nó ảnh hưởng đến kinh tế của Hoa Kỳ trầm trọng như thế nào, mà khi mà nền kinh tế của Hoa Kỳ mà ảnh hưởng á, tác động đến á, thì quý vị nó kéo theo cả thế giới chứ không phải là riêng Hoa Kỳ đâu. Cái điều này thì chúng ta để xem như thế nào. Thì trong tuần vừa qua thì quý vị thấy rằng là Quốc hội Hạ viện đã thông qua cái dự luật của họ và đến đây thượng viện. Thì như vậy cái vấn đề thông qua cái dự luật an Hạ viện như thế nào, thông qua Hạ luật Hạ viện á, thì hiện nay Hạ viện đa số thuộc phần đảng Cộng hòa nắm đa số, với chủ tịch hội đa số hiện nay Hạ viện là McCarthy, và ủy các ủy ban, những chủ tịch ủy ban thành viên của đảng Cộng hòa. Thì bây giờ cái vấn đề trần nợ như thế nào, đây bây giờ quyết định của thượng viện. Thì thượng viện á, thì vừa rồi thượng viện là các thượng nghị sĩ của thượng viện đã gửi bức thư đến cho nhà lãnh đạo hội đa số của thượng viện, đó là ông Chuck Schumer, là hội đa số thuộc về đảng Dân Chủ, gửi bức thư nêu ra những cái yếu tố như thế nào, yếu tố gồm có yếu tố mà hai yếu tố mà buộc bên phía đảng Cộng hòa cũng giống như là tòa vẫn có phải chấp nhận khi đòi mà họ làm việc, nếu như mà không chấp nhận thì họ không làm việc. Thì yếu tố thứ nhất á, là họ không chấp nhận là những khoản chi phí, tức là cắt những khoản chi phí, mà nếu chấp các khoản chi phí đó nó ảnh hưởng cho ai, ảnh hưởng cho những người già này, ảnh hưởng cho chương trình Medicare này, những chương trình phục vụ cho người dân mà người dân lao động hoặc là người dân mà có thu nhập thấp á. Rồi và yếu tố thứ hai nữa, họ bắt buộc bên phía đảng Dân Chủ cũng giống như tòa bạch tốc phải cải cách ngân sách cấu trúc. Nếu như hai yếu tố đó thì họ không bỏ phiếu trong một dự luật hay là bỏ phiếu thông qua cái nợ trần nào hết. Thì ngày hôm qua thứ bảy, ít nhất là có 43 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa dẫn đầu bởi thượng nghị sĩ đó là ông Mike Lee. Và ông Mike Lee khi mà ông dẫn đầu là 43 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa thế này, chúng ta lên tiếng, chúng ta phải đoàn kết đứng sau lưng Hạ viện. Đứng sau lưng Hạ viện là ai? Đứng sau lưng là ông McCarthy. McCarthy đó là đảng Cộng hòa của bạn Lee, bây giờ là chủ tịch của Hạ viện đó. Thì ông ta nói rằng bây giờ hai điểm chúng tôi vừa nêu lên đó, những cái khoảng cắt giảm chi phí không thể được, cái thứ hai là cải cách chính sách cấu trúc như là một điểm khởi hành cho những cuộc thương thuyết về trần nợ với ông Joe Biden, tức là tổng thống hiện nay cũng giống như là về đảng Dân Chủ. Thì một bức thư gửi cho thượng nghị sĩ trong sân mà từ nay là ông là lãnh đạo của đa số của thượng viện đó. Thì những người đảng Cộng hòa họ nói thế này, họ thề họ chống lại việc tăng trần nợ mà không có khoảng cắt giảm chi tiêu. Rồi bên Hạ viện á, Kathy chủ tịch Hạ viện á, ông thượng tiến bộ này sẽ không có một thương thuyết nào nếu như không có những khoảng cắt giảm mà chúng tôi đã đề ra.
Thế cái điều này thì quý vị thấy rằng là vấn đề cắt giảm chi tiêu mà có ảnh hưởng cho đến là chương trình người già rồi chương trình Medicare vân vân, thì bên phía đảng Dân Chủ thì họ có quan niệm cho là người dân cho họ không muốn họ chấp nhận vấn đề này. Rồi khi mà gửi bức thư như vậy thì quý vị không phải là hoàn toàn nhận thường nghị sĩ đảng Cộng Hòa ở thường viện họ chấp nhận, thì trong đó có ít nhất một số thường nghị sĩ của đảng Cộng Hòa họ không ký vào bức thư đó. Thì trong cái đó là có Susan Collins ở tiểu bang Maine, là bà Lisa Murkowski ở Alaska, là ông Mitt Romney ở Utah. Thì quý vị biết là ông Mitt Romney thôi, là ông luôn luôn có những chính sách của đảng Cộng Hòa không bằng lòng, và đặc biệt ông McCarthy, những cái chính sách mà của cựu tổng thống Donald Trump trước đây là ông hay phản đối, và đặc biệt là phản đối vấn đề của luân tội và impeachment đó, các bạn biết đó này, ông thẳng thắn. Thì gồm có là ông Paul Rand Paul ở Kentucky, và John Hawley ở Missouri, và John Kennedy là những vị thượng nghị sĩ này, họ không đồng ý ký tên ở trong cái lá thư gửi cho lãnh đạo của đa số ở thượng viện, đó là ông Charles Schumer, tức là đòi hỏi hai yếu tố trên đó, tức là cũng là những khoản cắt giảm chi phí và không cần thiết, và đồng thời phải cải cách cái cấu trúc về cái ngân sách. Rồi thì quý vị đã biết thì năm 2008 thì khi một cái ngân hàng giống như domino sụp đổ chẳng hạn, thì đã kéo theo cái hậu quả rất trọng về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, thì hàng triệu người mất việc làm và đưa đất nước Mỹ lạc hậu ít nhất là vài thế kỷ về trước. Thì tác động đến cái 2008 như thế nào về công trình nợ với nước sắp thế này đó, vấn đề mà trả tiền giãn sinh xã hội chậm này, những người già này, hoặc là những người mà là chân hưu trí này là chậm này, rồi trả trẻ cho các nhân viên liên bang và cựu quân nhân. Rồi cái điều này nó trực tiếp ảnh hưởng đến những cái khoản mà đầu tư vào đất nước Hoa Kỳ, nó đã ảnh hưởng lắm. Thì cũng tôi cũng được trình bày á, đã ảnh hưởng không nhận là đất nước Hoa Kỳ mà ảnh kéo theo ảnh hưởng đến vấn đề cái nền kinh tế của thế giới rất là trầm trọng. Như vậy bà Janet Yellen là ai? Rồi bây giờ là bà bộ trưởng bộ tài chính á, thì bà cảnh báo thế này: nếu như một quốc hội mà không có hành động gì á, thì để ngày 6 tháng giêng mà để cho đất nước vỡ nợ ra, thì quý vị sẽ chịu trách nhiệm. Mà khi mà vỡ nợ ra là như thế nào, thì bà cho biết rằng cái nền kinh tế của kỳ sẽ rơi tự do. Quý vị thấy nó trầm trọng, nó nguy hiểm đến mức độ là khác với khi mà nền kinh tế bị suy thoái. Kinh tế suy thoái có thể tầng mạng một, là tầng phần một, rồi từ từ đó nó kéo thì như về khủng hoảng về thị trường lao động, rồi khủng hoảng về thị trường địa ốc, vân vân, từ từ tầng tầng mạng như vậy. Thì quý vị thấy tầng mạng như vậy thì có thể là, nếu như mà vỡ nợ trong nợ thế này á, và nói là rơi một cách tự do, nó kéo theo cũng như Hoa Kỳ và quốc tế nữa. Mà nói vì sao? Vì nếu như kinh tế mà rơi tự do như là do chính sách tài khoản của Hoa Kỳ không bền vững, do đó là những người đầu tư ở nước ngoài họ càng sợ nữa, và đồng thời cũng như tiền đô la của Mỹ thì càng lo lắng hơn. Và Janet Yellen, bộ trưởng bộ tài chính. Còn bên phía đảng Cộng Hòa thì ngoài trừ những người mà không ký lá thư đó thì họ tuyên bố thế này này, họ thề với nhau là họ sẽ không bỏ phiếu cho trường nợ bất cứ một đoàn đạo luật nào nếu như vẫn hai cái tiêu chí mà họ nêu trên mà chúng ta đã nói đó là vấn đề thành kiến của đảng Cộng Hòa. Còn ở tòa bạch ốc thì phản ứng như thế nào? Tòa bạch ốc thì họ phản thế này: các thường nghị sĩ của đảng Cộng Hòa là những người này hiện đang lấy người dân Hoa Kỳ làm con tin cho cái vấn đề trần nợ của mình. Thì quý vị thấy Joe Biden nói như vậy, nên kinh tế hiện nay chúng ta vẫn còn vững mạnh, nó chưa có cái gì để mà gọi là suy thoái. Thị trường công an Việt Nam tăng,
nó có không có thất nghiệp nhưng là cái công ăn việc làm khác thì họ có thể tìm thấy được. Thế như vậy các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa trừ những cái người mà không ký vào lá thư đó thì tại sao họ không hồ vấn đề việc chi tiêu, mà việc chi tiêu nó có tác động đến những người già, chương trình Medicare vân vân và những chương trình khác, thì chương trình về hạ tầng cơ sở, đường xã vân vân, làm tạo ra công ăn việc làm để bày tay kinh tế nữa, thì tế thì tại các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa họ không ủng hộ chứ. Rồi riêng Joe Biden thì ông ta sắp xếp cái lịch trình sẽ gặp là chủ tịch hạ viện ông McCarthy và các nhà lãnh đạo các của Đảng Cộng hòa, có thể là xảy ra vào thứ ba là tuần tới để thảo luận về việc nâng cao mặt bằng nợ. Còn nó ảnh hưởng đến giám đốc pháp phòng ngân sách và quản lý của quốc gia phải không? Bây giờ là giám đốc là Sam Lazarian. Thì Sam Lazarian thì liên tiếp như thế này. Đây là trách nhiệm của quốc hội. Để bảo đảm đừng để cho đất nước của chúng ta vỡ nợ. Thì đưa ra một cảnh cáo như vậy thôi. Thì để xem thứ ba này Tổng thống Joe Biden sẽ tiếp truyền, có thể là đưa ra những cái thương thảo và thương thuyết với chủ tịch hạ viện McCarthy và các nhà lãnh đạo của Đảng, trong đó có thể là hạ viện và thượng viện, giải quyết cái trận nợ này. Nếu không thì quý vị thấy là cũng khó khăn cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ. Mà cái trận nợ này quý vị thì hầu như là năm nào cũng gặp trường hợp này hết. Đó, thì khi mà Đảng Cộng hòa nắm đa số thì họ tìm bằng mọi cách để mà tìm một thương thuyết nào đó, tìm một cái thỏa thuận nào đó là có lợi cho về đảng mình. Nếu như mà đảng dân chủ họ thấy đa số thì họ cũng làm như vậy thôi. Thì đây là một đầu chính trị hầu như năm nào đều người dân mong muốn rằng đừng để cho cái trận nợ là bị nó thất bại mà thôi. Thưa ông nào? Dạ, mời anh tiếp nha. Thì ngày hôm qua anh có theo dõi cái vụ nổ súng làm chết người tại Texas. Tại Texas anh có không, mình có đưa tin hôm qua này, tối hôm qua này. Có được tên hả? Ok, thì thưa anh Nguyễn Xuân Nam, tại thành phố El Linh đúng không? Dạ. Tại thành phố El Linh đúng không? Dạ, Alan Texas đó thưa anh. Rồi, mình có đưa tin tối qua này. Có tin mới cứ đưa ra. Tin mới. Thế cái vấn đề cái nổ súng á, thế cho anh biết là tỉnh đến hôm nay là mới thằng năm thôi phải không? Thì ít nhất là có 200 vụ nổ súng tại Hoa Kỳ rồi, và còn có ít nhất 22 vụ nổ súng mà giết người hàng loạt. Như vậy cái vấn đề mà luật súng ống và đạn dược á, ở Hoa Kỳ trước nửa số năm cũng giống như là vấn đề mà quyền phụ nữ vậy ha, thì giống như là có câu chuyện những chuyện tự vệ phải không, là mà xảy ra hàng ngày chứ không phải là hàng tháng nữa xảy ra hàng ngày. Nhưng rất là khó giải quyết vấn đề này. Có nhiều trăm bề lắm. Giống như quyền phụ nữ hay là quyền phá thai chẳng hạn. Quý vị thấy được dây dưa cái năm này qua năm khác. Vẫn rất là có quyết định về chính trị nhiều hơn. Cũng giống như là luật về súng đạn vậy. Như vậy tay súng đã giết chết ít nhất là 8 người. Và nếu như kể cả hung thủ nữa thì là 9 người tầm trong tâm mua sẵn ở Bắc Texas. Thì tay súng ở Texas này khi mà cảnh sát đi điều tra thì tay này sống với mẹ và là thành viên của đội tự thần cảnh hữu, là quan tâm đến chủ nghĩa là tân phát xít. Ở đây là cái thông tin tức của cảnh sát đưa ra. Thì cảnh sát đưa ra là cho cái tay hung thủ này này, tay hung thủ này là thành viên của đội tự thần cảnh hữu và tay này quan tâm đến chủ nghĩa tân phát xít. Theo Fox News là có báo cáo thêm rằng thông tin về người đàn ông nổ súng tại trung tâm thương mại ở Allen, Texas vào ngày hôm qua là thứ bảy. Theo một báo cáo thì cảnh sát đang khám xét nhà của kẻ xả súng nơi hắn ở cùng vợ cha mẹ của hắn. Hắn có tên là Mauricio Martinez Garcia, năm nay hắn 33 tuổi, sống ở Dallas. Thì những người hàng xóm nói rằng là Garcia đang sống ở trong nhà với cha mẹ ông ta trong nhiều năm. Và Fox News nói thế này, và họ chưa bao giờ nhìn thấy anh ta sở hữu vũ khí, và người ta thường thấy là anh ta ra vào nhà trong bộ đồ đồng phục. Điều đó cho thấy rằng anh ta làm việc trong một vai trò an ninh nào đó.
là mặc dù người ta thường xuyên nhìn thấy hàng ngày anh ta ra vào nhà, nhưng họ cho biết thêm rằng cả người đàn ông, tức là anh chàng Garcia và chiếc xe Dodge Charger màu xám của anh ta thường xuyên mất tích trong những tuần gần đây. Sau khi mà tay súng bị bắt, thì một bức ảnh cho thấy rằng người đàn ông này với khẩu súng là AR-15, tức là khẩu súng bằng liên thanh đó. Mà khẩu súng này thường trong cuộc chiến Việt Nam là quân đội Hoa Kỳ cũng giống như quân đội Việt Nam Cộng Hòa hay dùng anh ta. Và nhiều viên đạn được đeo trên trên người anh ta. Thì cái tin này của CNN đưa tin vào ngày hôm nay. Và CNN dựng lời một quan chức thực thi pháp luật ở địa phương cho biết là động cơ của vụ tấn công này là chủ nghĩa cực đoan cảnh hữu. Anh ta có một cái miếng giấy giảng là ghi là WDS trên ngực của anh ta. Mà cảnh sát tuyên bố có nghĩa là đội tự thần cảnh hữu. Thì ghê anh nghĩ sao nào? Như bây giờ mày người đi cực đoan của anh. Do là phải sợ hả? Còn Washington Post cho biết rằng các quan chức cũng đang điều tra bất kỳ mối liên hệ nào có thể giữa nghi phạm và những tín ngưỡng cấp tiến sau khi người ta phát hiện anh ta đeo một miếng giấy dạng trên ngực cho thấy là khuynh hướng là thuộc người gia đẳng thượng đẳng hoặc là tân quốc xã. Do đó anh thấy cái thuyết âm mưu nó ảnh hưởng đến những người mà họ nhẹ dạ và những người mà họ thiếu suy nghĩ nhiều của anh Nam ơi. Còn NBC News ngày hôm nay giải thích chi tiết hơn á, là Marco Garcia, là nghi phạm xạ súng ở trung tâm thương mại Allen Texas đã tương tác với nội dung là liên quan đến tân quốc xã và chủ nghĩa gia đẳng thượng đẳng trên mạng xã hội. Theo hai quan chức thực thi pháp luật cấp cao cũng tiết lộ những tin tức này. Rồi, do đó anh Nam thấy bây giờ là cái vấn đề mà khuynh hướng tân quốc xã và chủ nghĩa gia đẳng thượng đẳng bây giờ sau những năm sau này anh thấy nó nổi lên quá nhiều ha. Tôi bằng báo cáo của năm 2021 cách đây 2 năm thì theo tờ mà Daily Beast đưa tin rằng những người đàn ông có liên quan đến mà WDS thì những người đang âm mưu tấn công các nhân viên ủy ban quốc gia đặc biệt đảng dân chủ bằng chất nổ thì có cái đảng dạng hiệu là WDS ở trên ngực á, mà cảnh sát cũng gọi là những thành phần này gọi đội tự thần cảnh hữu. Thì luận điệu trong các tin nhắn đòi quyền riêng tư của anh chàng này là phù hợp với hệ tư tưởng cực đoan có là động cơ về chủng tộc, là bao gồm bạo lực, đầy khả năng chống lại các nhóm thiểu số, các nhóm tôn giáo và chủng tộc. Thì đó là anh ta đã chuyện của tin nhắn ở trên mạng xã hội như vậy. Thì tay súng Martine Garcia này đã giết chết ít nhất là 8 người vào chiều thứ bảy và làm bị thương ít nhất là 7 người khác sau khi mà nghi can đầu trọng tâm trong thương mại là Allen Texas tạo ra một không cảnh hỗn loạn và đổ máu trong vụ xả súng hàng loạt mới nhất ở Texas. Thì sau cuộc đổ máu này thì đến hôm nay trên toàn quốc có hơn là 200 vụ chỉ trong vòng 5 tháng. Kể từ tháng Giêng cho đến hôm nay là ngày 7 tháng 5 rồi. Và trên 22 vụ nổ súng gây ra chết người hàng loạt. Thì các chính trị ra được nhắm tới. Thứ nhất là để tham dò ý kiến họ liên quan đến luật súng như thế nào. Và xem họ là có biện pháp nào ngăn ngừa nói chung hay là không. Thì bây giờ anh Nam, anh đã nghe những lời bình luận này chưa? Thì bây giờ các chính trị giáo bây giờ họ nói như thế nào đây? Thì anh thấy rằng là giống như là cựu tổng thống thứ 45 chẳng hạn, thì khi nào cũng đã bắn cho người khác họ chụp thôi, chứ không phải bắn vào mình. Thì các chính trị gia hiện nay họ cũng làm như vậy, anh nghĩ sao? Thì các chính trị gia thế này bây giờ hiện nay họ không việc đã bắn là gì, bây giờ họ lợi dụng niềm tin tôn giáo để giải quyết những vấn nạn về chính trị, vấn nạn về nội sống như thế này. Thì như đảng Cộng Hòa sẽ bị chỉ trích rất nặng nề vì tuyên bố là đứng toàn năng kiểm soát vụ xả súng. Thì như vậy bây giờ họ đổ lỗi cho Chúa. Dạ, nghĩ sao anh Nguyễn Nam? Nói lung tung mơ nào. Dạ. Đó thì... Thưa anh Nam. Nói lung tung mà. Nói... Không. Thì bây giờ không nhớ. Anh nói lung tung được anh Nam. Những người mà đại diện cho dân và những người mà nằm trong chính quyền, một lời nói của họ nó ảnh hưởng đến cho anh Nam. Dạ, dạ. Okay, nhưng mà họ nói thiếu trách nhiệm.
hả? Ông nói hay giải tội một cách thiếu trách nhiệm, Nếu thiếu trách cái gì nhiệm cũng nhưng có cái, đổ thừa cho Chúa hết. mà nhưng có cái là khổ thế này, có nhiều người họ tin vào điều đó thôi anh. Ok, thì người họ nhận thức một cách rõ ràng á, thì đó không ở Chúa ta lại đứng thượng đế đâu, là bây giờ làm ba chuyện đó đâu đó đó. Thì giống bây giờ thì giống như bây giờ anh thấy thấy Gracia này đó, thì bây giờ nói là vấn đề cho đặng thượng đẳng rồi, nó có quyết định về về cảnh về về chủ nghĩa giá trọng đẳng cũng giống như là cũng thì cái điều này ai ai cũng thấy là quốc sư xã trước đây là giết người hàng loạt như thế nào, mà bây giờ người ta không còn vấn đề chủng tộc nữa, thì như là có những người nghe họ vấn đề là cho trạng thượng đẳng thứ anh à. Thì sau cuộc nội thống đẫm máu thì đến nay toàn quốc có hơn 200 vụ đó, thế là chúng tôi nói rồi, thì các chính gia lợi dụng niềm tin tôn giáo để giải quyết vấn nan chính trị của mình, thì do đảng cộng hòa ta sẽ bị chỉ trích vì tuyên bố là đấng toàn năng kiểm soát vụ xả súng. Thì bây giờ họ đổ lỗi cho Chúa. Thì một cái sống hiện đã chết, đã nổ súng, đã trong tâm thương mại thì chẳng là ai đang tắt sạch ở cướp đi nhiều sinh mạng đó. Thì những phản ứng thế nào? Thì ngày hôm nay CNN, thì buổi sáng chúng tôi thường hay xem CNN, MSNBC là Fox News vậy. Thì CNN thì gặp Colin Ray đã phỏng vấn dân biểu tiểu bang Texas mà chịu trách nhiệm của khu vực mà Atlanta, thì đó là dân biểu Kay Cell vào tối hôm thứ bảy để biết ông ta phản ứng như thế nào về vụ nổ súng đó, và đồng thời những câu hỏi tập trung rằng là các bước tiếp theo thì ông là dân biểu thì ông có biện pháp như thế nào. Thì theo dõi trên CNN thì Ray đặt câu hỏi với dân biểu xếp như thế này. Thì bây giờ như ông đã biết, đây là một điều cực phổ biến sau những biến cố nổ súng hàng loạt gây đau thương và chết chóc này. Nhưng nhiều người mà tranh luận rằng những lời cầu nguyện không thể chống dân được, là chống dứt được chuyện nổ súng này, là những người cầu nguyện không thể ngăn chặn vụ xả súng hàng loạt tiếp theo sau này nữa. Thì nếu phản ứng của ông đối với những lời chỉ trích đó là như thế nào? Thì đó là một trong những người mà dựng chương trình của CNN đặt câu hỏi cho dân biểu xếp ở là Allen Texas như vậy. Thì xếp đó, là như thế này. Đó là những người không tin vào Đức Chúa Trời toàn năng. Đấng toàn năng có quyền kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Mà tôi là người cơ đốc nhân, cơ đốc giáo. Tôi tin là có. Thì tuy nhiên chúng ta có những người mắc bệnh về tâm thần mà chúng ta không quan tâm, vì quốc gia này đang đưa ra quyết định sẽ đóng cửa các viện sức khỏe về tâm thần. Thì bây giờ ông đã bắn cho vấn đề đó và nói là những người có bệnh tâm thần mà chúng ta không quan tâm. Rồi bây giờ quốc gia này đang quyết định sẽ đóng cửa cho các nhân viên đó. Rồi nhiều tình huống nổ súng trong số này là dựa trên điều đó. Sếp nói như vậy. Thì lời cầu nguyện có sức mạnh trong cuộc sống của những người bị tàn phá này. Tôi biết mọi người muốn biến điều này, nhưng những lời cầu nguyện rất là quan trọng và chúng có sức mạnh đối với những gia đình đang là nạn nhân của vụ nổ súng này. Như vậy, chúng ta nói thôi, như vậy chúng ta nên cầu nguyện đi và đổ lỗi cho cái vấn đề là các nhà tâm thần, là các viện tâm thần sẽ đóng cửa, rồi những người mà bị tâm thần này chúng ta không quan tâm đến. Anh như là ông Thanh có chuyện, có trở ngại như thế nào anh Nam? Dạ, mời anh tiếp nha. Rồi, bây giờ sau phản ứng của dân biểu xếp thì một người sáng lập của gọi là Mon Request Action là Simon Watt. Thì Simon Watt nói thế này: người Texas sở hữu nhiều súng nhất là trên đầu người so với bất kỳ một tiểu bang nào. Nếu có nhiều súng hơn thì ít luật súng hơn giúp chúng ta được an toàn hơn. Chúng ta nói như vậy. Texas là tiểu bang an toàn nhất. Thay vào đó, nó cái tỷ lệ tự sát và giết người bằng súng rất là cao và là nơi xảy ra 4 trong 10 vụ xả súng hàng loạt nguy hiểm nhất ở nước Mỹ. Như vậy, quý vị thấy rằng là sao mà qua nó một cách chấm điểm không? Tức là người ta sát ra sự hữu cầm súng rất là nhiều. Và cái luật
ít luật rộng hơn thì giúp cho an toàn hơn. Nhưng thì tiểu bang ta xảy ra như vậy đó, nhưng cái vụ giết, tỷ lệ giết người này, tỷ lệ tự sát này rất là cao. À, rồi còn bây giờ Medardus là phản ứng như thế nào? Marius là phản ứng thế này, thật là một sự ô nhục tuyệt đối. Nếu quý vị không sẵn sàng thực sự làm công việc để ngăn chặn những vụ giết người vô nghĩa như thế này, thì hãy tránh đường cho những người đang làm những việc tránh vụ giết người để họ thực hiện. À, thì ý nói rằng là quý vị dân biểu mà không làm được, thế đừng có nói là ở đó mà cầu nguyện, thế nên từ chức đi. Còn Fox News, nói như nào, đảng Cộng hòa sẽ mất hạ viện, rồi mất thêm ghế ở thượng viện nữa, và tổng thống Joe Biden sẽ tái đắc cử nếu như mà những người Cộng hòa không lắng nghe đa số người Mỹ. Đó là Fox News để đảng Cộng hòa như vậy. Còn Charlotte Elder là phản ứng như thế nào? Chúng ta đồng ý với những gì viện cảnh mà Cộng hòa đang đề cập đến, là chúng ta là cầu nguyện, và chúng ta cầu nguyện mà nếu chúng ta không có ra tay hành động thì đó là thực sự rõ ràng không phải là ý muốn của Chúa. À, còn GD nói như thế nào? Quý vị là cứ đem đứng toàn năng ra để mà nói, đứng toàn năng không thể làm những cái điều mà ngăn cản sống đảng, mà chính quý vị làm cái điều đó. Chả lẽ quý vị chấp nhận phụ nữ và trẻ em vô tội hàng ngày bị sống đảng là hăm dọa và đe dọa như vậy sao? À, thưa quý vị thấy rằng là bây giờ là những người họ phản ứng đến vấn đề bằng sống đảng nó cách mạnh được như vậy. Nói thế này, nếu như thấy tôn giáo làm cái tiêu chí đó, thì hỡi anh chị em của chúng tôi, hoặc là anh chị em của tôi, nếu có người chúng con mình có đức tin mà không có việc làm gì để có ích, thì đức tin như vậy có cứu được những người mà bị nạn hay là không? À, bên cạnh đó, Joe Bonanno cũng đưa ra ý tưởng một chấm điểm cho thế này. Tôi có nhớ là các tỷ phú cầu nguyện để được giảm thuế cho họ. Họ yêu cầu hành động để được phúc lợi. Thì anh em còn nhớ rằng là cái việc giảm thuế rất là lớn thời kỳ của cựu tổng thống thứ 45 cho những công ty và những nhà giàu có ở Sơn Nam. Thì chấm điểm như vậy. Thì tôi có nhớ là các nhà tỷ phú cầu nguyện để được giảm thuế phúc lợi của họ, và họ yêu cầu hành động để được phúc lợi, và hành động đó được thực hiện. Những trẻ em và người dân bị bắn chết cầu nguyện, bắt cầu nguyện mà họ không có hành động, thì cái điều đó nó có công bằng hay không? Đó, Avia Mansion tức là nói rằng việc vấn đề Chúa toàn năng là nói như vậy thì không thể rằng là đổ lỗi cho Chúa được. Trong những năm thì đó là một trong những cái ý kiến mà quý vị thấy rằng là dân biểu của đảng Cộng hòa mà họ cứ nói rằng là ok, chúng ta cầu nguyện để ngăn chặn được vấn đề này vấn đề kia thì không thể được. Thì theo anh Nam, anh nghĩ rằng là vấn đề anh ngồi cầu nguyện mà anh hành động thì có ích lợi gì không thưa anh? Cái đó tùy theo niềm tin nên. Yeah. Về mặt khoa học thì giải thích khác, niềm tin thì giải thích khác. Mình khó có để xen vào cái vấn đề này tùy từng người. Dạ, không thì đấy là một số cái tin tức và họ đưa ra những cái lời nói của các cái dân biểu thôi, chứ không phải là mình. Mấy dân biểu một người nhìn gốc anh biết không? Cho nên nó khó vấn đề nói về thuộc niềm tin mà cũng tranh luận nó khó lắm. Thì cũng giống như lời của ông Ted Cruz, Ted Cruz thường thượng nghị sĩ của thuộc đảng Cộng hòa ở thượng viện, mà Ted Cruz đã một lần ra tranh cử ghế tổng thống vào năm 2016. Đó, nhưng ông đã bị thất bại. Thì Ted Cruz cũng bị đánh phủ đầu vậy. Vì ông nói rằng là ông khăng khăng sức mạnh của lời cầu nguyện để được cứu mạng. À, thì cái tôi nói là Chúa không phải là một vị thần không đổ lỗi cho Chúa. Như vậy là thấy không? Đó rõ ràng tức là người ta cứ dựa cỡ là đổ lỗi cho người khác.
để mà chạy tội cho mình. Thì đó là sau khi một vụ nổ súng ở Atlanta thì những cái phản hồi như vậy và những cái ý kiến người ta đưa ra như vậy đó, bởi vì cái vấn đề nói tóm lại thì một số dân biểu giống như Ted Cruz hoặc là giống như sếp chẳng hạn thì nói là vấn đề chúng ta nên cầu nguyện đi, thì người ta đặt câu hỏi là nếu cầu nguyện mà có ngăn cản được những cái tay nổ súng đó hay không, cầu nguyện để là cứu được những nạn nhân đó hay không, à sao không hành động, thì nếu như mà cầu nguyện xuống á thôi thì nên từ chức đi. Cái đó là cái bằng tin vụ nổ súng ngày hôm qua theo những này. Dạ, thì đây là vụ lớn ngày hôm qua anh biết không? Mà cái vùng mà Elling, thành phố Elling nó nằm ở cái khu vực gần Dallas, trong khu vực Dallas. Khu vực Dallas là khu vực rất là đông cái người Việt cư ngụ. Thì không biết những người bị nạn đó có liên quan ít nhiều đến cộng đồng người Việt không? Thì chúng ta đến giờ này chúng ta chưa nghe, nhưng mà nó rất là gần cộng đồng người Việt. Thì có lẽ sắp tới trong chương trình của Mai Đoan của anh Tuấn từ Texas đó, bây giờ tiếp tục đề cập vấn đề này. Lần trước mất vừa đề cập vụ nổ súng khác, anh nhớ không? Bây giờ lại thêm vụ nổ súng khác. Nước Mỹ Rồi bây giờ anh là bị tắt sạch nữa. Thì sau cuộc nổ súng đó thì Fox News, ngay cả Fox News bây giờ là đương đầu với thống đốc ở Texas đó. Và Fox News nói thế này là bây giờ luật sống lỏng lẻo ở Texas rất là nguy hiểm à. Thế bây giờ để xem thử ông thống đốc của Texas ông nói thế nào, tức là Abbott đó. Thì sau vụ xả súng hàng loạt tại một trung tâm thương mại Allen đó, thì Brim tức là Fox News đã nói chuyện thẳng thắn với thống đốc của tiểu bang Texas đó là Abbott về việc ủng hộ kiểm soát súng đạn như thế nào. Thì người dẫn chương trình của Fox News tức là Brim cho biết là đó như đã xảy ra với những vụ nổ súng như thế này đây, nó gần như là cái chuyện này là quý ông nói chuyện sang về cho là khi mà người ta phê phán là người ta đưa ra một ý kiến nào thì các ông cho gọi là có quan điểm về chính trị, thì tại sao các ông không nói vấn đề cải cách về trọng đảng đi đó, hay là có luật về trọng đảng đi à. Đang có phong trào, anh Bùi biết nó đang có phong trào là hủy bỏ tôi nhắn thứ hai đó, anh À Bùi biết tôi nhắn thứ hai rồi phải không? dạ thưa chính đảng thứ hai thời kỳ mà là đất nước Hoa Kỳ mới hình thành tới những số năm, thì cái tu chính đảng thứ hai đã có cho quyền mà người dân được sử dụng súng đạn thứ nhất để bảo vệ cá nhân, để bảo vệ đất nước mình. Tại trong cái thời kỳ đó là có 13 Thuộc địa. thuộc địa mà, ở dưới đó là mình phải tự vệ lấy, và đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nữa, mỗi người dân có súng như vậy để chống lại nếu như một chính quyền trở thành độc tài. Thì bây giờ cái đó là cái khó thứ nhất, và thứ tôi nán thứ hai nữa, người ta có cái ý nghĩ đó là nó đụng vô rất là nhiều các vị dân cử, là những người các hãng súng nó tài trợ nhiều quá, biết không? Mà mấy ông đắc cử rồi đâu có ông nào dám chống lại hạng súng đâu, phải không? Do vậy cái thế lực nó cũng lớn lắm, cho Thì nên anh thì nghĩ rằng là ông Ted Cruz thôi là thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa mà ứng cử viên tổng thống trước đây, là ông đã nhận ít nhất là 200.000 từ Hiệp hội Súng đạn Quốc gia mà anh. Thì anh thấy mới đây thôi, sau khi mà các vụ nổ súng xảy ra thì ngay cả các tiểu bang Đảng Cộng Hòa họ thậm chí họ bãi bỏ những cái luật mà mua súng không cần xin giấy phép của cảnh sát địa phương đã đó đó. Thì bây giờ người ta đặt câu hỏi thế này, bộ tại sao không kiểm tra lý lịch của những người mua súng và cái tuổi hợp pháp để mua súng như thế nào đó. Rồi tại sao nó không yêu cầu để kiểm tra sức khỏe về tâm thần của những người đó, rồi những cái thứ khác vân vân, tại sao dễ dàng đến như vậy à. Thì Brim đặt cái câu hỏi trực tiếp với thống đốc là Abbott như vậy à. Thì ông Abbott thì buổi sáng này cũng nghe cũng vui lắm anh Nguyễn Sơn Nam đó. Thì ông Abbott ông không ông đánh trong mạng, ông không đề cập đến cái vấn đề luật sống ông lỏng lẻo và nguy hiểm đó. Và ông ta nói thế này nè, ở cấp tiểu bang thì hẳn là nghe tôi này, đây là điều mà chúng tôi đã vật lộn trong nhiều năm qua và có một số giải pháp là sẽ gây khó khăn tiềm năng, chẳng hạn như thông qua luật mà chúng tôi đang làm việc thì ngay bây giờ để loại bỏ súng ra khỏi tay tội phạm nguy hiểm.
và tăng hình phạt đối với tội phạm sở hữu súng nếu họ vi phạm. Ông nói như vậy. Và ông ta đồng cũng lưu ý thế này, những gì chúng ta đã thấy trên khắp Hoa Kỳ trong 1-2 năm qua, thưa quý vị thấy rằng tiểu bang đỏ cũng như tiểu bang xanh, có nghĩa là nói tiểu bang dân chủ cũng như tiểu bang cộng hòa cũng tăng như vậy. Rồi chưa hết, rồi bắt đầu ông đem tiểu bang California sẵn nữa, và tôi là chạy tội đó. Ông nói thế này, bây giờ quý vị biết cái vụ xả súng hàng loạt ở tiểu bang Cali chẳng hạn, bằng chứng cho thấy luật súng không có hiệu quả. Ông thằng này, quý vị thấy đó, luật ở Cali luật súng đang rất là khắc khe lắm, ở những Cali là vẫn xảy ra cái vụ xả súng hàng loạt như vậy, và chỉ giết người hàng loạt như vậy. Do đó quý vị thấy luật súng không có hiệu quả đâu. Có thể anh nghĩ rằng anh đang nói một thống đốc nói như vậy. Tôi nghĩ rằng tiểu bang có một số lượng nạn nhân lớn nhất xảy ra trong năm nay, đó là tiểu bang Cali, nơi họ có luật súng đạn rất là nghiêm ngặt, nơi đã có ít nhất là 11 người chết, không nói. Và một điều mà chúng ta có thể quan sát cách dễ dàng, đó đã có sự gia tăng đáng kể ở mức độ dân dự và bạo lực đang diễn ra ở Mỹ. Ông ta bào chữa cho cái tiểu bang của ông ta. Nghĩ ra. Hiện nay đó, tôi thống kê là từ năm 1900, từ năm cách đây là hai từ năm 2016 á, thì tới 7 năm qua đó, thì chưa có năm nào tại nước Mỹ trong năm từ trong 1 tháng 4 1980. Cái đoạn là cái giết cái vì súng ở tại nước Mỹ á, cái toàn quốc để hạn chế vũ khí, cho nên là toàn nước Mỹ cần phải có một đạo luật mạnh đẽ hơn, quyết định mạnh đẽ hơn, hủy bỏ công giáo thứ hai, hủy bỏ bản thể chúng ta là hủy bỏ công giáo thứ hai, không có gì nữa. Và hy vọng nó thời gian thì nó mới ở được, thì cái đó là một vấn đề mới lên, và tôi tin chắc rằng cái việc giết chắc nó sẽ gây tăng và có những hình thức tốt lại hiệu quả hơn. Thêm nữa năm hút được một cũng giờ là cách đây khoảng 3 tháng mình có đưa ra một tin tức và thống kê những quốc gia mà có cái hạn chế với súng súng đạn súng ống á, và có một luật rất là khắc khe mà ai vi phạm mà súng hoặc là sở hữu súng á, thì cái tỷ lệ các nước đó, tỷ lệ chết về súng ống á, bạo hành trong gia đình hoặc là gây gổ ngoài xã hội, rồi bắn là trả thù bắn đạn này cái nào bằng súng đạn á, thì một cái tỷ lệ nó thấp đáng kể từ sáng nay. Thì cái điều này so sánh với những cái lập luận của những vì làm luật á, họ nói tức là sự hữu sống á, là được an toàn hơn cho cá nhân, an toàn cho cộng đồng và an toàn cho quốc gia. Đó, thì nó mâu thuẫn với những cái báo cáo và đồng nhân thực hiện khảo sát của là các nhà mà khảo sát về sống ở thế giới như sáng nay. Cái tỷ lệ rất là đáng kể. Cái đó chúng tôi không nắm cái số liệu cụ thể được, mà là cái tỷ lệ mà tử vong về sống và các nước mà họ có cái luật mà cấm súng đạn mà rất là khắc khe, thì cái tỷ lệ chết về súng đạn này không có ít chứ là phải không có thằng được súng đạn. Nên thì nó phải có một cái nào đó, chứ hiện nay cái tình trạng bế tắc quá. Mới tuần trước ta đưa tin về Texas bị bắn, này là Texas bị bắn được. Không có điều có cái bây giờ đang lo lắng là cái việc âm mưu trong nhiều sáng nam, thì dĩ nhiên bây tay này sẽ hữu, tức là nói vấn đề tân quốc xã này, rồi chủ nghĩa giá trắng này, anh thấy không, cái này làm cho cái hiểm họa của đất nước Mỹ là cũng lo ngại nữa anh. Thì bây giờ anh thấy nghĩ rằng các vụ nổ súng như vậy là các cái bản tin và các cái truyền hình của nước Mỹ đưa ra lập bị lập lại như vậy, tức là uổng cổ tịch để cho người dân họ thấy như vậy. Thì những tay hung thủ nếu họ được tin tức cho anh phải không đóng tay lắm. Yeah. Tại sao không biết mà như họ vẫn hành động thôi. Nên vậy có một động lực nào đó để họ làm. Thì mình sợ rằng đó là vấn đề thuộc âm mưu về nặng về cái phía cảnh hữu, rồi nặng về cái tinh thần tân quốc xã,
rồi cái tinh thần là thượng đẳng giá đẳng, giá đẳng thượng đẳng vân vân, thì cái đó làm cho cái động lực của họ, họ hành động, họ thiếu suy nghĩ. Chứ vấn đề mà nổ sống này thì anh thấy rằng là thường thường rằng là các đài truyền hình của Mỹ và các báo chí thường thường họ lập đi lập lại cái nhất để giảng vào mắt những ai đó có ý đồ, họ sợ sẽ tức là họ bị tù tội, họ bị giết như vậy, giống như tay Karasia này, anh thấy nổ sống sau đó bị giết. Thì những người mà có ý định như vậy thì họ biết là hậu quả của mình như thế nào, một là tù tội, hai là bị giết thôi. Nhưng vì có một lý do nào đó thúc đẩy số lượng họ thì họ quên mất cái vấn đề, cái bản thân của họ. Còn đó, cái đó rất là nguy hiểm. Đó. Rồi cuối cùng á, thì những nhà mà làm luật thì họ đổ lỗi cho, thứ nhất là họ bị trống thân. Đó. Là họ đổ lỗi cho bị chính sách của quốc gia. Đó. Thế nên bây giờ họ nói rằng là thôi chúng ta nên cầu nguyện đi. Hay là cái này là đấng toàn năng kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Chấp nhận cho chúng ta là chết rồi. Chấp nhận cho chúng ta bị bắn là chúng ta chấp nhận chúng ta bị bắn. Là cái chuyện là hơi quá tự một tí thưa anh. Dạ, nó cũng đồng ý như vậy. Thôi thì bây giờ anh nghe nè ha. Bây giờ nếu cựu tổng thống Donald Trump bị kết án, thì anh tin nghĩ rằng là với cựu tổng thống rống đuôi rằng là ông ta sẽ được ân xá hay là không? Ừ, cái đó là một đề tài rất là thú vị. Cái chuyện mà hiện nay ông Trump á, nếu không có gì trở ngại, nếu không có gì trở ngại rất là đặc biệt, thì coi như ông Trump sẽ rất có thể bị phạm tội hình sự, cái đáng bị phạm tội hình sự. Mà nếu phạm tội hình sự thì con đường tù đầy nó cũng được không tránh được, chỉ ít và nhiều thôi. Thì vấn đề đặt ra là cái tù đầy thì cái nói thứ hai, ai cứu ông ta được? Thì tôi nghĩ anh muốn đề cập vấn đề có khả năng cứu ta được Trump đấy không, phải không? Dạ. Không, theo anh có mấy, theo nghĩ có ba trường hợp, theo anh có mấy trường hợp? Dạ. Thì bây giờ mình nhìn thấy thực tế thôi, anh Nguyễn Xuân Nam. Kể từ khi mà vụ ngày 6 tháng Giêng cho đến bây giờ, anh thấy không? Thì đáng lẽ một số người giống như bình thường như mình, mình đương đầu với những cái vụ kiện pháp lý như vậy á, là những vụ kiện không thì mình đương đầu đến tóc đã bạc đến người Xuân Nam, đã lo lắng chết người rồi. Thế tại sao cựu tổng thống Donald Trump là cứ phay như vậy, và cựu tổng thống Donald Trump còn hy vọng tương lai một cách tràn đầy nữa, tức là có thể rằng là mình cầm chìa khóa tòa bạch ốc trong tương lai nữa, người Xuân Nam, đấy không? Như vậy có một lý do nào đó, là có một bùa hồ mình nào đó, phải không? Thì khi nào mình cảm thấy rằng là mình tự tái như vậy chứ, con nếu như anh có một cái bùa nào đó thì anh đâu có cảm thấy tự tái như vậy đâu, thấy không? Thì bây giờ người ta đưa ra câu chuyện thế này, nếu cựu tổng thống Donald Trump bị kết án, có nhiều cách để ông ta có thể được ân xá cho tội ác của mình hay là không, thì chắc chắn là điều này không ai hiểu rõ hơn hết, đó là cựu tổng thống Donald Trump biết một cách rõ ràng. Mà nếu cựu tổng thống biết cách rõ ràng như thế nào, chẳng là do có thể là cả những cựu tổng thống Donald Trump là nghiên cứu về luật, hay là các luật sư mà sừng sỏ đề nhất của Hoa Kỳ là rất được đó, là cung cấp những cái tin này cho cựu tổng thống Trump, do đó cựu tổng thống Trump có thể tự tài hơn. Thì hiện nay hệ thống tư pháp hình sự đã bắt đầu đưa ra các cáo buộc chống lại cựu tổng thống Donald Trump. Việc ông ta bị kết án về một điều gì đó ở một nơi nào đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Và ngay khi mà điều đó xảy ra thì câu hỏi tiếp theo thì hệ thống chính trị của chúng ta phải đối mặt là liệu cựu tổng thống Donald Trump có được ân xá hay là khoan hồng hay không. Câu trả lời này rất là phức tạp và đáng ngạc nhiên hơn là chúng ta nghĩ. Có ba cách khác mà cựu tổng thống Donald Trump được ân xá. Thứ nhất là bởi thống đốc của tiểu bang. Thứ hai là bởi tổng thống hiện tại, tức tổng thống đương nhiệm nên người sao nào, hoặc là bởi chính cá nhân của ông Donald Trump. Như vậy nếu như được ân xá thì ông ta sẽ có được ba cái điều kiện như vậy, là ba cái đơn vị có thể ân xá được ông ta. Đó là ba yếu tố như vậy. Bây giờ mình nói lên cấp tiểu bang như thế nào. Thì mỗi tiểu bang có quy trình riêng về ân xá hoặc là giảm án hoặc là khoan hồng á,
thì không biết là thời kỳ anh Nam có ở tù không hề, thì chứ mình ở tù coi như lao động tốt, học tập tốt thì được giảm án á, phải không? Nam ở tù vượt biên, cái Nam có biết cái quái về tù Mỹ đâu. À, không, ở Việt Nam vậy chứ, ở Việt Nam có là coi như là lao động tốt, học tập tốt Việt Nam nó quái gì mấy cha Việt Cộng nó ăn chó ok, okay, một tiểu bang có trình, một tiểu bang của Hoa Kỳ có quy trình riêng về ứng xã cũng như giảm án là khoan hồng đó. À, khác với ứng xã là ở chỗ là họ giảm hình phạt là khoan hồng á, là giảm hình phạt cho tội phạm thay vì xóa bỏ cho một cách hoàn toàn. À, thì có hai cái nha. À, thì như là giảm án cho anh thôi, nhưng mà để xóa bỏ hoàn toàn, hai cái đó khác nhau. Là xóa bỏ hoàn toàn giống như thời kỳ mà cựu tổng thống Trump đã là ứng xã cho ông cho Steve Bannon đó, vì ông Joe Stone đó, phải không? Đó. Thì một số tiểu bang trao những quyền hạn đó cho thống đốc của họ, như vậy thống đốc quyền làm cái điều đó. Thì cựu tổng thống Trump hiện đấy đang đối mặt với cả cáo buộc hình sự thực tế hoặc có thể xảy ra ở hai tiểu bang. Tiểu bang thứ nhất đó là New York và tiểu bang thứ hai là Georgia. Thì ông ta bị đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan truy tố để ít nhất là 34 trọng tội là sai trái hồ sơ kinh doanh của mình theo luật của New York. Thì quyền lực ứng xã thích hợp duy nhất hiện nay là ai? Thuộc về thống đốc New York là Kathy Hochul. Là đảng mà Kathy Hochul là ai? Là đảng Việt Đảng Dân Chủ. Thì người này khó mà có thể đồng ý ứng xã cho cựu tổng thống thuộc về đảng Cộng Hòa, đặc biệt là cựu tổng thống Donald Trump. À, đó là New York năm. Ở cuộc điều tra cấp tiểu bang thứ hai đang diễn ra ở đâu là ở Fulton County ở Georgia, liên quan đến làm có một cuộc điện thoại cho là khét tiếng được gửi lại của ông Trump khẩn cầu chánh văn phòng hành chánh đó là ông Brad Raffensperger rằng tôi chỉ muốn tìm khoảng là 11.780 phiếu bầu để đảo ngược lại cái kết quả bầu cử, có nghĩa là tôi giữ lại được cái quyền hành trong tay tôi. Nếu như biện lý là Fanny Willie đưa ra một bản cáo trạng mà bà ta gần đây đã thông báo rằng có thể ra mắt cái bản cáo trạng này vào mùa hè sắp tới. Tức là còn bao lâu nữa người sẽ làm ha? Thì ông Trump làm gì? Ông Trump sẽ phải chuyển sang hội đồng ứng xã và ứng xã của tiểu bang Georgia gồm 5 thành viên để được ứng xã. Và thống đốc thì hiện nay của đảng là Georgia là của đảng Cộng Hòa đó là ông Brian Kemp có quyền bổ nhiệm các thành viên, nhưng họ phục vụ theo nhiệm kỳ 7 năm xen kẽ và phải được thượng viện của tiểu bang xác nhận. Và không giống như các lệnh ứng xã của tổng thống rồi có thể được thực hiện tùy ý với một số ràng buộc pháp lý. Chương trình ứng xã của tiểu bang Georgia có các yêu cầu nghiêm ngặt về tính đủ điều kiện, không phải chuyện dễ dàng. Trump chỉ có thể nộp đơn xin ứng xã ở Georgia sau khi ông bị truy tố và kết án. Như vậy là Georgia có một biện pháp, là có cái ràng buộc pháp lý rõ ràng. Do đó, kể cả ở New York và ở Georgia, một lệnh ấn xã có động cơ chính trị chắc chắn là không xảy ra. Thì như vậy, nếu như mà là Georgia và là New York và kết án, thì không trông mà khó lọt anh là kiểu sắc đá. Bây giờ đó là tiểu bang, bây giờ ứng xã liên bang như thế nào? Ứng xã liên bang là ai đây? Nếu một bản cáo trạng liên bang được đưa ra thì quyền ứng xã thuộc về ai? Thì quyền ứng xã đó thuộc về tổng thống. Mà tổng thống là đương nhiệm. À, mà cái vấn đề mà ứng xã về của tổng thống á thì nó ít rõ ràng nào. Thì ông Trump á, thì hiện nay bị lôi kéo vào 3 cuộc điều tra hình sự ở cấp tiểu bang. Thứ nhất là ông tổng trưởng lý là bộ trưởng bộ tư pháp là ông Merrick Garland đã giao nhiệm vụ đó cho cố vấn đặc biệt là ông Jack Smith xem xét lại các tài liệu mật mà ông Trump đã lưu giữ bất hợp pháp tại Mar-a-Lago nhiều tháng, và sau khi FBI cũng giống như là cục lưu trữ quốc gia yêu cầu trả lại tất cả những hồ sơ đó. Như quý vị thấy rằng là cái diễn biến và tiến trình mà trả lại, thưa quý vị thấy nó rất là phức tạp. Khi nói là trả lại hết rồi, vân vân. Thì cái điều đó anh Nam cũng được rõ rất là nhiều rồi, phải không? Cuối cùng FBI lục xét thì còn một số tài liệu
mà ngay cả giảm cả gan là cựu tổng thống Trump, luật sư của cựu tổng thống Trump làm affidavit được là một cái tờ báo cáo hữu thể rằng là chúng tôi đã trả hết rồi, anh cũng nhớ không? Đó. Đúng rồi. Thì các điều đó là cuộc điều tra thứ nhất nữa. Bây giờ cuộc điều tra thứ hai là sao? Đó, của liên bang á, liên quan đến ủy ban chứng khoán và giao dịch cùng với đại bồi thẩm đoàn liên bang đang xem xét liệu công ty của ông Trump, The Trump Organization á, hoặc là Trump Media có vi phạm luật hình sự liên bang liên quan đến đợt phát hành lần đầu ra công chúng cho nền tảng trung gian xã hội của ông ta là không, nó là Truth Social. Không, cái này cũng liên quan đến người sáng lập đang bị điều tra đó anh. Đó. Cũng như báo cáo của nó thực hư như thế nào hay không. Và đồng thời nhận ít nhất là 8 triệu đô la trong các khoản vay có liên quan được chuyển từ các thực thể có liên hệ với một đồng minh của cựu tổng thống Donald Trump, đó là tổng thống liên bang Nga, đó là Vladimir Putin. Không, anh đang nghe chuyện này chứ anh Nguyễn Sơn Nam? Chưa, dạ. Như vậy cái chuyện này, thì anh thấy cái chuyện này ít sôi nổi hơn phải không? Yeah. À, đó là chuyện, còn chuyện thứ ba là chuyện gì? Chuyện thứ ba là cuộc điều tra của Jack Smith về vai trò của ông trong cuộc nổi dậy ngày 6 tháng Giêng năm 2021 tại điện Capitol Hill. Một cuộc điều tra hiện nay được báo cáo là bao gồm khả năng gian lận chuyển khoản liên quan đến việc gây quỹ lớn xảy ra cho tuyên bố bầu cử sa thải của ông. Là chưa kể cái vấn đề mà bây giờ người ta moi móc đến cái vấn đề mà tài chính ở Nhật Sơn á. Vấn đề tài chính như thế nào? Thì sau khi mà biết rằng năm 2020 là cuộc là bầu cử gian lận không có và đánh cắp không có, mà nhưng ông ta vẫn tuyên truyền, vẫn đi cổ đồng, vẫn đi gây quỹ bằng cái luận điều là cuộc bầu cử năm 2020 bị đánh cắp và gian lận, thu được một số tiền rất là lớn. Thì bây giờ đang tập nhắm của liên bang rồi. Mà bây giờ anh hết nói chuyện mà cuộc bầu cử bị đánh cắp nữa rồi. Giờ anh im lặng với chuyện đó rồi. Ok, thì nếu bất kỳ điều nào trong số này đưa ra bản cáo trạng á, thì câu hỏi chắc chắn sẽ được đặt ra: Tổng thống Joe Biden có nên tha thứ là khoan hồng cho ông Trump hay là không? Đó, là tha thứ cho ông Trump hay không? Thì với tiền lệ do Tổng thống là ông Gerald Ford, thời kỳ là ông ấn xạ cho cựu Tổng thống bị thất bại, đó là ông Richard Nixon, là cái vụ mà Watergate anh Nguyễn Nam còn nhớ hả? Dạ nhớ. Năm 72 phải không? Sẽ có áp lực đáng kể buộc Tổng thống Joe Biden phải làm như vậy, phải làm giống như là thời gian của Tổng thống General Ford ứng xạ cho ông Nixon như vậy. Thì người ta là cũng đưa ra những cái hình thức tương tự như vậy á. Thì ông General Ford trước đây ứng xạ cho là cựu Tổng thống là Richard Nixon, thì cái điều này sẽ là hai bên có thể đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ áp lực, hoặc là Dân chủ áp lực là buộc ông Joe Biden phải làm như vậy. Đó, thì mình để xem như thế nào. Thì theo tiền lệ lịch sử thì ông Jennifer đã tạo ra một bước đột phá mới bằng cách ứng xạ cho cựu Tổng thống Nixon trước khi có bất kỳ cáo buộc nào, là mở ra một quy tắc hiện đại về trách nhiệm giải trình của Tổng thống. Mà thời kỳ ông Nixon thì ông cũng sẽ làm, thì ông chưa bị luận tội anh nghe. Anh phải nhớ rằng khi là sắp sửa bị luận tội thì ông biết như vậy, thì ông từ chức sớm, không? General Ford là viết trong một lời ứng xạ của mình rằng một phiên tòa sẽ xử ông Richard Nixon nếu cần thiết sẽ không thể bắt đầu một cách công bằng cho đến khi một năm hoặc lâu hơn đã trôi qua, trong khi chờ đợi sự yên bình của quốc gia này thì có thể bị mất mát và không thể khắc phục được trước cái triển vọng đưa ra xét xử một cựu tổng thống của Hoa Kỳ. Thì đó là lời nhận định của General Ford trước khi mà là tha bổng cho Richard Nixon như vậy. Thì đây là rất là logic tương tự, cũng có thể đúng với ông Trump. Thì ông ấy bây giờ là ứng cử viên hàng đầu cho ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa vào năm 2024. Thì nếu như có một phiên tòa của liên bang thì có thể kéo dài sau cuộc bầu cử ra đằng khác nữa. Thế như vậy người ta ý là người ta so sánh cái thời kỳ mà General Ford là Pardon
là ứng xạ cho Nixon như vậy, à, thì nói rằng là sự bình yên cho quốc gia, rồi tạo sự bình đẳng cho một cử tổng thống, vân vân. À, thì đây là có thể là áp lực đến cho ông Joe Biden. Thì đương nhiên sự khoan hồng dành cho cựu tổng thống bị truy tố đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ sẽ được đo lường dựa trên truyền thống lâu đời về việc các tổng thống ban hành lệnh ứng xã dưới danh nghĩa là ứng xã. Thứ nhất, để hoặc để hàn gắn quốc gia sau thời gian hay là thời kỳ khủng hoảng. Thì rất lâu trước khi mà cựu tổng thống Jennifer ứng xã cho Nixon, thì các tổng thống trước đó là giống Abraham Lincoln chẳng hạn, hoặc là cựu tổng thống Andrew Johnson, đều đã ứng xã hàng loạt các binh sĩ liên minh miền Nam sau cuộc nội chiến. Thì cựu tổng thống là Andrew Johnson giải thích rằng hành động của ông sẽ làm mới và khôi phục hoàn toàn niềm tin và tình cảm anh em trong toàn dân, cũng giống như sự tôn trọng của họ đối với sự gắn bó của cho chính phủ quốc gia được thiết kế bởi người sáng lập yêu nước và lợi ích chung. À, đó là những cái lý do mà tổng thống là Andrew Johnson ứng xã cho các là binh sĩ liên minh miền Nam là như vậy. Đó. Thì đó là người ta đưa ra những lịch sử như vậy để xem thì là có thể là so sánh, có thể là buộc là tổng thống Joe Biden có làm như vậy hay không. Thì vào ngày đầu tiên nhậm chức vào năm 1977 thì người kế nhiệm là cựu tổng thống Jennifer là tổng thống Jimmy Carter đã ứng xã vô điều kiện cho hàng chục nghìn người Mỹ trốn quân dịch trong chiến tranh Việt Nam. Nhiều người đã di cư sang Canada vì họ sợ hãi bị bắt lệnh. Thì quyết định này đã gây tranh cãi khiến cho các nhóm cựu chiến binh họ tức giận. Những người phản đối là việc ứng xã cho những người mà trốn quân dịch. Thì Jimmy Carter cũng bị chỉ trích rất là nhiều, đã loại trừ những người đào ngũ phạm vi của tuyên bố là 4483 của mình, còn được gọi là quyền ứng xã cho những vi phạm là đạo luật quân sự được chọn lọc. Bởi vì những người mà trốn nghĩa vụ quân sự có xu hướng thuộc tầng lớp trung lưu và những người này có học thức. Theo báo cáo như vậy, thì những người này bao gồm những ai? Trong đó là anh nghĩ nghe này, trong đó là có bao gồm những người đã từng làm tổng thống giống như là cựu tổng thống Bill Clinton, đó, thời kỳ đồng trọng lĩnh nghe. Trong bản tin này là trước đây tôi mùi chưa nghe là ông George W. Bush sang Việt Nam. Nhưng trong bản kê khai là có ông George W. Bush. Tôi nghĩ báo Mỹ đăng đó sai em. Hả? Tôi nghĩ báo Mỹ đăng đó sai. Dạ. Không thấy ông Trung thì có rồi. Anh nhớ ông Trung khi mà cuộc chuyện Việt Nam thì ông nói là ông có cái vị cãi chứ mà ở đấy chấn thế anh. Do đó ông nói là có như là bác sĩ nói là ông không thể, có như ông bị dịch đó. Thì thời kỳ đó là ông Jimmy Carter đã có cái ấn xã như vậy, có cái đạo luật như vậy, tức là những người bị trốn quân dịch, trốn nghĩa vụ quân sự á, lệnh á, quân dịch á, mà tầng lớp này thuộc tầng lớp trong lưu và người có học thức á, kể cả Bill Clinton, George W. Bush và ông Trump nữa. Trong khi những người mà đào ngũ, họ đi lệnh rồi, thấy cuộc chiến thì sợ hãi, của chết chóc sợ hãi, họ đào ngũ. Trong quân đội thì có nhiều khả năng để từ cả các gia đình có thu nhập thấp hơn. Thì giống như là Jennifer trước đó, giống Jimmy Carter đã thất bại trong cuộc tái tranh cử. Từ lần này là Tổng thống Ronald Reagan, một đảng viên đảng Cộng Hòa. Thì cái lần này nữa thì cũng biết rằng là nếu như mà Tổng thống Joe Biden thì bây giờ ông đã tuyên bố ra tái tranh cử năm 2024. Mà liệu ông còn làm, ông nếu như làm mà khả năng mà phá đảng ứng xã như vậy á, thì còn liệu ông bị thất cử không? Đây là một câu hỏi nữa. Ok, nếu như mà Tổng thống Joe Biden nghiêm túc trong 4 năm nữa thì ông ấy sẽ khó có thể tha thứ cho ông Trump được. Thì bằng cách là ông tìm cách giành lấy cái quyền lực của mình từ cử tri của Hoa Kỳ. Thì mình đưa ra cái kinh nghiệm trước đây của Tổng thống Jimmy Carter của Sơn Nam. Ông Jimmy Carter thì coi như là ông ấn xã như vậy, ông thất bại. Thì người ta nghĩ rằng là ông Joe Biden thể sao theo vết chân lịch sử như vậy. Thì người ta cũng ông ta không giảm đâu. Thì đó là ấn xã của các cái thống đốc và của tổng thống. Thì như vậy là tiểu bang các thống đốc cũng xong rồi, Nam.
Bây giờ nếu như mà so sánh trong lịch sử như vậy á, thì ông Joe Biden ông cũng sẽ ông sợ mất cái 4 năm kế tiếp nữa, thì chắc ông cũng theo vết, ông thể theo cái vết xe đổ của những người tiền nhiệm nữa, thấy không? Thế bây giờ đến này, bây giờ đến từ tổng thống thôi, tổng thống từ ân xã thôi. Thế cuối cùng mặc dù đó là sự lựa chọn mang tính cách suy đoán cao mà thôi, nhưng có khả năng ông Trump sẽ cố gắng từ ân xã cho chính mình. Rồi bây giờ người ta đặt ra những cái giả tưởng như thế, người số nào anh giả tưởng như thế nào anh biết không? Ok, còn giả tưởng khi mà ông đang còn làm tổng thống anh người số nào, thấy không? Thì ông có thể ông suy nghĩ rằng là trước có thể là ông vi phạm pháp luật, cái điều này điều khác, do đó là ông từ có một cái điều khoản ân xá riêng cho mình, tức là gọi là ân xá bỏ túi á, không? Thì có thể rằng cựu tổng thống Trump có thể đã từ ban hành một lệnh ân xá cho chính mình khi còn là con là tổng thống, và ông ta nhưng mình không có cũng có tranh luận về anh Bùi hả? Tại thời kỳ ông Trump làm tổng thống nó qua rồi, không có ai có quyền mà ân xá một chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Thì không, cho nên bây giờ người ta giả sử như thế này, anh kế tiếp này. Đó là giả thuyết thôi, mà tôi nghĩ nó về mặt luật nó không khép kín được. Thì ok, thì mình để xem. Thì ông Trump có thể tự ban hành lệnh ân xá khi còn ông là con tổng thống, và ông ta cất nó trong ngăn kéo hoặc là trong chỗ nào đó để khi nào tiện nghi để ông sử dụng. Đó. Và đặc biệt là ông bác bỏ các cái cáo buộc của liên bang có thể xảy ra sau này. Thì tôi đang chờ được. Đâu biết nữa anh Nam, tại vì có thể luật pháp có những cái hở ở trong đó, có thể rắc được anh Nguyễn Xuân Nam. Biết đâu anh Nguyễn Xuân Nam, thấy không? Thì bây giờ là để mình xem thôi. Thì nếu như cựu tổng thống Trump ban hành lệnh từ ân xá khi vẫn còn là tổng thống á, thì hành động của ông ấy sẽ một lần nữa đây cái phạm vi hiện pháp vượt ra ngoài bất kỳ ranh giới nào mà đất nước này mà chứng kiến từ trước đến nay. Thì người ta nói như vậy, cái không thể xảy ra được. Mà nếu có thể xảy ra thì không biết cái hở luật pháp như thế nào. Thì cái điều này có thể là vượt qua giới hạn của hiện pháp đã được xác lập, thấy không? Thì để xem thử. Thì chưa có tòa án nào xem sẽ có hỏi liệu các tổng thống có thể ấn xá cho chính mình hay là không, ngay cả đối với những cái tội phạm là ở trong ngục giam đài. Điều 113 của hiến pháp quy định luân tội. Đây là biện pháp khắc phục một cách rõ ràng nhất đối với hành vi sai trái của một tổng thống khi đương chức, rằng bên bị kết án sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và bị truy tố, xét xử, phán xét và trừng phạt theo luật. Và cho rằng các bạn luân tội không thể được ân xá theo điều 2. Đó, đây là ngôn ngữ của luân tội, đã khiến các cựu tổng thống phải tuân theo luật hình sự về hành vi có thể bị xem là luận tội và có thể được đọc để gợi ý rằng các tội liên quan đến các bạn luận tội cũng không thể được ân xá. Thì ông Trump bị luận tội vì vai trò của mình là trong ngày 6 tháng Giêng, với việc Hạ viện buộc tội ông kích động nổi dậy chống lại chính phủ Hoa Kỳ và hành động vô luật pháp tại điện Capitol Hill, thì khi đó có thể rằng bất kỳ tội ác nào phát sinh từ hành vi tương tự sẽ được miễn khỏi là sự tử ân xá. Như vậy là cũng khó đi một số năm, thấy không? Thì đó là ba cái điều mà có thể ông Trung thoát được. Nhưng thưa quý vị, thấy ba điều đó thì khó có thể ông Trung thoát khỏi được cái quyền ân xá của cấp tiểu bang hiện nay nằm thuộc đảng Dân Chủ, và tiểu bang Trọng Tra nằm trong đảng Cộng Hòa. Mà những đảng Cộng Hòa thì quý vị thấy rằng là khó để cho ông được vượt qua, vì trong đó có những vị được bổ nhiệm khác nữa. Như vậy là quyền ấn xã của Tổng thống Hoa Kỳ bắt nguồn từ nước Anh thời kỳ trống cổ, là bắt nguồn từ năm 668 đến năm 725 sau Công Nguyên. Lịch sử đó được tạo thành trong bối cảnh để hiểu phạm vi về quyền lực ân xá của tổng ngày nay. Thì năm 1833, tòa án tối cao viết về quyền ân xá của quốc vương Anh. Đoạn này thế này, trong quyền ân xá đó, là chúng tôi hãy xem sách của họ để biết các quy tắc quy định về cách thức sử dụng nó đối với những người mà những người này sẽ tận dụng nó.
để em mà ứng xử cho chính mình. À, thì tư ơn của Sư Nam thì đó là mùi là tổng tắc một vài cái dự kiện liệu cựu tổng thống trong cái việc bị kết án có thể ứng xử được hay không, mà nếu ứng xử thì nó trải qua những thủ tục như thế nào. Mà ai là có người có khả năng ứng xử? Thì như vậy nữ giới đó thì nữ gì mà gặp phải tòa án ở tiểu bang thì cả cái thống đốc đó chắc là nghe là khó, cái ứng xử khó thể xảy ra nữa sang năm. Mà nếu như mà liên bang thì tổng thống Joe Biden thì theo vết chân của các vị tổng thống tiền nhiệm đó, trong đó có ông Gerald Ford, có ông Jimmy Carter, thì như vậy là ông Andrew Johnson, thì như vậy cũng khó cho ông Biden quyết định, thưa anh. Ok. Tôi để em không không có thì cho tôi ăn xác cho. Ông ai ký tôi ký cho. Rồi không biết là anh có thấy bị kiện như đâu thưa anh à? Dạ thôi, tin tức mình tới đây cũng dài rồi anh Bùi. À. Cũng nhiều tin tức cũng dài quá, bà con nghỉ ngơi. À. Rồi thưa anh. À, rồi chúng ta kết thúc ở đây nha nhé. Để mai gửi đến quý vị, tức là bây giờ anh đã thấy ngày hôm qua hả, là bây giờ anh làm lễ đăng quang cho vua Charles. Cái đó là nghe nói quy mô dữ lắm. Và yeah, phía Việt Nam cũng có cử ông gì người Võ Văn Thưởng á, chủ tịch nước qua đã tham dự. Nhưng một điều có cả là bố thấy thì đây người Sơn Nam, tức là người Anh bây giờ là họ chấp nhận cái chế độ là vua chúa ha. Họ cho đỡ cái thế kỷ thứ 21 này, 22. Cái thế kỷ mà toàn cầu hóa, cái thế kỷ về điện toán, thế kỷ về AI, là trí thông minh nhân tạo. Anh thấy không? Bây giờ là vẫn còn cái chế độ quân chủ vua chúa như vậy, là cha truyền con nối. Thấy không? Thì rất may mắn mình sống trong đất nước Mỹ không có cái chế độ mà phóng kiểu vũ chùa là hoàn ha. Thật ra là thời kỳ trước mình thấy sống chế độ phóng kiểu là cha truyền con nối, cũng giống như là bên Bắc Hàn vậy. Hả? Nhưng mà nó mang tính chất là biểu tượng, không phải quyền lực anh. Thì chắc là bằng tiếng này ngày mai chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Thì liệu là những người dân của Anh Quốc họ chấp nhận sống dưới một chế độ là quân chủ là cha truyền con nối như hiện nay ở Anh Quốc hay không? Đó. Thì mặc dù là biểu tượng nhưng vẫn có quyền lực Anh, vẫn có là giới hạn lắm, quyền lực giới hạn lắm. Đồng ý có giới hạn nhưng vẫn có nó ảnh hưởng và tác động đến quốc hội chứ anh nghĩ sao đó? Chẳng phải không đó anh Nam? Mặc dù đó là biểu tượng anh, nhưng mà thấy rằng là biểu tượng đi nữa thì nếu như mình chấp nhận cái biểu tượng đó, tức là mình đã chấp nhận một chế độ vô chủ rồi. Thì bằng cái này chúng tôi sẽ là gửi đến quý vị ngày mai, thì bây giờ đã dài quá rồi. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Mùi Thế Anh. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị vào ngày mai. Xin chào anh Xuân Nam.